Ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt tại trạm y tế lưu động phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, cùng với các bác sĩ, y sĩ, các sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các em sẽ thực hiện khai báo y tế, hướng dẫn thủ tục cách ly, xác nhận các ca F0, thủ tục hành chính về việc hoàn thành điều trị, theo dõi các ca F1, F0, test COVID-19. Nó không sợ thì cũng theo dấu đó. Chứ nhưng mà mình sợ thì mọi người dân thì cũng sợ thôi. Cho nên mình cứ lạc quan là truyền năng lượng tích cực cho mọi người để mọi người không sợ bệnh dịch. Mình cái tinh thần là cầm tay chỉ việc, vừa đào tạo tại chỗ, giúp cho các bạn nắm vững những cái thao tác, những cái kỹ thuật, những cái kiến thức cần có phải làm trong khi mà quản lý F0 tại nhà. Mà như thế thì các bạn mới thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, rồi các bạn mới làm tốt nhiệm vụ và giúp đỡ đắc lực cho nhân viên y tế. Thời điểm hiện tại, quận Liên Chiểu đã thành lập được 25 trạm y tế lưu động thực hiện công tác quản lý, theo dõi điều trị F0 tại nhà. Tuy nhiên, địa bàn có các khu công nghiệp lớn, tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng với số lượng sinh viên đông, số lượng F0 phát hiện ngày càng nhiều, trung bình khoảng 1.000 đến 1.500 ca trên một ngày. Hệ thống y tế gặp nhiều khó khăn, do đó việc bổ sung các em sinh viên về các trạm là rất cần thiết. Cũng biết là công việc hiện nay ở các trạm y tế là cực kỳ vất vả, làm không kịp, đặc biệt là cái lượng hồ sơ ứ đọng lại. Và cái nguy cơ mà tiếp xúc với F0 rất cao, nhưng mà các em đến tinh thần là rất tự nguyện xông pha, và đặc biệt là có là một cơ hội cho các em sinh viên tiếp xúc được với công việc thực tế và có nhiều cái đóng góp cho cộng đồng, và đặc biệt là đóng góp cho địa phương.